sao không chịu hiểu? Ai đã từng bị lừa mới hiểu cảm giác đau thương, thương đau là vô tận. Chỉ vì bức tức Phương Hằng đã lỡ vài lời, cớ sao trách bà này nó xin đừng thôi thôi chớ trách. Bao lâu nay vắng nàng thần y mấy chục năm trời, có ai biết được, ai từng đã nghe người đau người mất. Bao lâu nay người người lầm than bán nhà bán cửa bán luôn gia tài, bởi vì nàng thần y bệnh thì không hết rước thêm ưu buồn. Thôi hãy cười lên nào Phương Hằng, hãy cố vui lên vẫn đang chờ tỉnh bà. Từng giây từng phút giúp dân giúp đỡ người nghèo, để không phải bị lòng lừa, chúc bà may mắn hơn. Khi thấy chuyện bất bình, Phương Hằng lên tiếng cho dân để không phải bị lừa. Vậy mà đau quá, quá đau, mấy người hầm hồ kéo vô chửi bà rằng rằng: ôi trời sao không chịu hiểu? Ai đã từng bị lừa mới hiểu cảm giác đau thương, thương đau là vô tận. Chỉ vì bức tức Phương Hằng đã lỡ vài lời, cớ sao trách bà này nó xin đừng thôi thôi chớ trách. Bao lâu nay vắng nàng thần y mấy chục năm trời, có ai biết được, ai từng đã nghe người đau người mất. Bao lâu nay người người lầm than bán nhà bán cửa bán luôn gia tài, bởi vì nàng thần y bệnh thì không hết rước thêm ưu buồn. Thôi hãy cười lên nào Phương Hằng, hãy cố vui lên vẫn đang chờ tỉnh bà. Từng giây từng phút giúp dân giúp đỡ người nghèo, để không phải bị lòng lừa, chúc bà may mắn hơn nhiều. Từng giây từng phút giúp dân giúp đỡ người nghèo, để không phải bị lòng lừa, chúc bà may mắn hơn nhiều.